Mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 250 cái token L99. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start để bắt đầu. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ làm các nhiệm vụ cho mình. Đầu tiên là follow Twitter này, retweet bài đăng và test thẻ ba người bạn nhé. Mọi người sẽ bấm chọn theo dõi này, sau đó kéo đến bài ghim của nó. Ở đây thì mọi người sẽ chọn like và chọn trích dẫn tweet. Sau đó thì mọi người sẽ test thẻ ba người bạn vào đây cho mình. Rồi, sau đó chọn tweet lại này. Và quay trở lại bot. Mọi người sẽ join vào sẽ like cái L99 này ở trên coin Makecap này. Rồi, mọi người sẽ bấm vào dấu sao này cho mình. Sau đó thì mọi người sẽ kéo lên nhé. Mọi người kéo lên và vote cho nó đấy. Đâu rồi? Rồi, mọi người sẽ bấm chọn good cho mình nhé. Ok, và quay trở lại bot. Tiếp tục thì mọi người sẽ join vào kênh liên kết này. Ở đây mọi người chọn theo dõi và quay trở lại bot. Sau đó retweet lại cái bài đăng của nó. Rồi, mọi người sẽ chọn like. Sau đó chọn trích dẫn tweet. Ở đây thì mọi người tag cái tên của cái kênh của nó vào nhé. Rồi, chọn tweet lại này. Sau đó quay trở lại bot này. Tiếp tục join tiếp vào cái kênh liên kết của nó. Thì mọi người sẽ bấm chọn join ở đây cho mình và quay trở lại bot. Sau đó thì sẽ join vào kênh YouTube của nó. Rồi, mọi người bấm chọn đăng ký và bật quả chuông lên cho mình. Rồi sau đó thì sẽ quay trở lại này, join vào nhóm channel Telegram này. Rồi bấm chọn join cho mình và quay trở lại. Tiếp tục join vào group. Rồi chọn join này và quay trở lại. Sau đó bấm chọn check cho mình. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ bấm chọn join airdrop nhé. Mọi người sẽ chờ một chút, bấm chọn join airdrop này. Và bấm chọn submit. Tiếp theo chọn don này. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ copy cái dòng profiling này. Đây là profiling của Twitter nhé. Thì mọi người sẽ xóa cái username này đi và nhập username của mình vào. Rồi, mọi người sẽ chờ một chút, tiếp tục mọi người bấm chọn đôn cho mình. Và sau đó thì mọi người sẽ nhập địa chỉ ví BSC. Thì địa chỉ ví BSC mọi người sẽ lấy ở trên ví chớt nhé, hoặc MetaMask đều được. Rồi, mọi người mở ví chớt lên này. Sau đó bấm vào Smart Chain, chọn nhận này. Ở đây mọi người chọn sao chép cho mình và quay trở lại. Tiếp tục mọi người dán. Rồi, chọn đôn một lần nữa này. Và sau đó thì mọi người sẽ nhập cái đường link retweet ở trong cái kênh liên kết này. Và mọi người sẽ quay trở về Twitter nhé. Đây, thì đây là cái bài mà mọi người đã retweet lại nhé. Mọi người bấm vào chia sẻ này. Rồi sau đó chọn sao chép liên kết. Và quay trở lại bot. Dán cái đường link retweet. Rồi sau đó thì mọi người sẽ chia sẻ cái video mới nhất của nó nhé. Bấm vào last video này. Rồi mọi người sẽ chọn like và chọn chia sẻ nhé. Mọi người chia sẻ lên Twitter cho mình. Chọn đăng tweet này. Rồi sau đó thì mọi người sẽ quay trở về trang chính của YouTube. Mọi người sẽ bấm vào ảnh đại diện cho mình. Và ở đây thì mọi người bấm vào mục kênh của bạn nhé. Và sau đó thì sẽ sao chép cái đường dẫn đến kênh. Rồi quay trở lại bot. Nhập vào. Rồi, tiếp theo chọn balance kiểm tra số dư này. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.